lên nhiều mụn, cái này dùng Tenerin nó cũng đẩy nhân mụn lên em ạ. Em không nhận nó đẩy lên đâu, đẩy lên ác liệt luôn đi em ạ. Chứ dùng Tenerin không phải là một cái sản phẩm mà mình có thể dùng một cách tùy tiện đâu. Theo quan điểm anh Hoan thì như thế. Và cũng có rất nhiều người, người ta có rất hay dùng Tenerin trong trường hợp mà bị mụn trứng cá nặng như thế này, mà lại là dùng bôi. Nó kích ứng lắm, nhất là da những cái người mà lớn tuổi như em mỏng đi. Anh lo lắng là vấn đề sau này nó bị suy giảm cái hệ thống miễn dịch da em nhé. Để bây giờ anh sẽ điều chỉnh cho em. Mười phần thì em thấy đỡ được khoảng mấy phần rồi? 8 ạ. Anh thấy da em đẹp hẳn lên. Khá là ổn mà, là tuyệt vời luôn đấy. Không chưa trông tệ nhỉ? Không chưa trông hơi bị tệ, những cái mũi mắt này chỗ này nhiều mụn ẩn lắm này, đúng không? Ừ. Bây giờ khá là ổn. Em thấy hài lòng không? Có. Được chưa, em đi điều trị ở đâu mà tệ thế nhỉ? Cái phòng khám gần chỗ em ạ. Phòng khám gần chỗ em. May gặp anh Hoàn nhỉ? Yeah. Mà sao em biết anh? Bạn giới thiệu. Ok, khá là ổn rồi. Bây giờ anh chỉnh đơn cho em nhé. Mười phần thì em thấy đỡ được khoảng mấy phần rồi? 8 ạ. Anh thấy da em đẹp hẳn lên. Khá là ổn mà, là tuyệt vời luôn đấy. Không chưa trông tệ nhỉ? Chưa trông hơi bị tệ, những cái mũi mắt này chỗ này nhiều mụn ẩn lắm này, đúng không? Ừ. Bây giờ khá là ổn. Em thấy hài lòng không? Có. Được chưa, em đi điều trị ở đâu mà tệ thế nhỉ? Cái phòng khám gần chỗ em ạ. Phòng khám gần chỗ em. May gặp anh Hoàn nhỉ? Yeah. Mà sao em biết anh? Bạn giới thiệu. Ok, khá là ổn rồi. Bây giờ anh chỉnh đơn cho em nhé.